xuống nhích chút xíu thôi, rồi nhiêu đó thôi, biết bơi cầu sau hay là bơi cầu trước? Lên đi Dũng, bơi bánh đi Dũng, thấy chưa? Bơi cầu sau nhưng mà có một bánh một à, tại sao? Giờ chim này lại nè, đó, rồi bơi tiếp, bơi tiếp. Thằng kia nó mới bắt đầu quay, có nghĩa là khi mà xe mà nó chạm đất á thì bơi luôn hai bánh, nhưng mà dở nhỏng lên á, thằng này mà bơi rồi thằng kia đứng luôn. À, bơi cầu sau hai bánh nhưng mà nếu hở bánh là bơi có một bên à nha. Rồi bây giờ ông vào đây đi, rồi leo lên đây nằm nè, đây rồi gói lên, thỉ phạm cho tao biết, rồi cái đít lên đó, lên nằm làm cười nha, ông phải cười cười hoài á để tao biết là ông không có bị cái gì đó nha. Rồi hạ xuống là xe tới luôn để cho người ta biết là cái xe chạy được nha, xuống nè nhẹ nhẹ thôi. Đó, đúng rồi. Rồi tới luôn đi. Nè đi, cái xe này á là phía bệnh viện của tỉnh người ta đã đặt rồi để chạy trong nội bộ bệnh viện, chuyển bệnh nhân từ khoa này qua khoa kia. Rồi bây giờ cho ông Thuyên nè xuống, tôi sẽ bưng ông qua bên kia đó. Đây đây, ông sẽ lái chiếc xe này cho người ta coi cho nó ngon lành cỡ nào. Lên cho tài xế lên đây. Đợt này á sẽ ra thêm một cái nhóm xe túc túc bên này, màn hình digital, chìa khóa smart key, bấm remote điều khiển từ xa luôn, máy hát nhạc 23, cặp loa âm thanh ánh sáng đầy đủ luôn, cái này mở nhạc rap, chạy xe vivu luôn, một cái quạt máy quay ra phía sau để lát mát mà ông đu ở đây đi. Bây giờ lên 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 lên, 6 người bây giờ 7 người luôn. Anh Thiên nhảy quanh kia ngồi anh Thiên đó, một chiếc xe điện ốm nhách ốm nhôm, leo lên thử nha, không hề nghe tiếng nổ máy, nhích ga nhẹ một cái là lên đường à, rất là êm luôn nghe anh chị ơi. Bây giờ bật số da ngay trên tay phải luôn nè, da là ngược lại em mạnh luôn đó, nói chung là êm lắm. Tại sao cái công ty xe nâng xe điện của anh Thiên lên kênh của Nguyễn Duy Hoài? Tại vì là bán được. Mà tại sao bán được? Tại vì giá rẻ, hàng bãi Nhật đưa về đây dọn dẹp ngon lành. Nhưng nè, 80 triệu nè anh Thiên, báo giá cái hàng túc túc này luôn. Con này túc túc điện 100 nhập về đồng giá 65 triệu. Thằng này 65 luôn hả? Là ba băng ghế luôn, cái băng sau 65 luôn, xe con kia 65 luôn. Vậy thì còn cái thằng xe có băng nằm nè, giường nằm nè, xe giường nằm sao? 105 triệu. Xe sân gôn, xe nội bộ khu du lịch, còn bây giờ thêm xe điện mà giường nằm mới là độc. Như vậy thì ở khu vực cầu Phú Long của Bình Dương, cái đường Vĩnh Phú 38, có công ty IG Việt Nam của anh Thuyên chuyên hàng bãi Nhật nhập về đây, đủ các loại thương hiệu lớn của Nhật Bản hết. Hàng cũ giá rẻ mà đồ Nhật thì luôn luôn được người Việt Nam tín nhiệm từ biết bao nhiêu lâu nay. Đặc biệt có cái đội ngũ dọn dẹp, nâng cấp, chỉnh sửa, giao cho anh chị tới tận nhà, thu tiền xong sau này xài có gì sửa chữa bảo hành luôn. Anh Thiên đọc số điện thoại đi, 0971 490 329. Ai muốn mua xe điện, xe nâng, xe đạp, nói chung là hàng bãi Nhật cũ giá rẻ xài ngon, gọi anh Thiên nha. Nguyễn Duy review những cái xe này là không có ăn chi hoa hồng phần trăm cò két gì hết, được thù lao công quay phim rồi. 0903 644 679. Ai có cần review những sản phẩm hay độc lạ, gọi Nguyễn Duy review sau đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyễn Duy.